rồi, khách hàng yêu cầu là có luôn nha anh em. À này mình anh em nào có nhu cầu làm thì mình set up sẵn cho anh em nha. Đây là mình set up đó là bình xăng bông mai vàng zin chính hãng nha. Vô co đúc cổ cao nha, dành cho hải quay rim siêu rút cúp 67 nha anh em. Đó, đây là bình xăng bông mai vàng zin chính hãng mới 100% luôn. Đã tháp co đúc cổ cao nha anh em. Đó. Thì một cái bình mà đã gia công luôn co xăng cổ đúc cổ cao như thế này là có giá là 1,8 triệu nha anh em. Bình mới 100% luôn nha. Đó. Co thì sẽ có đúc cổ cao mình đã móc sẵn co xăng hết. Còn đây là bình xăng là bông mai vàng zin nha. Đúng hàng zin của kênh Him Thái Lan sản xuất. Bình này thì mình bán cho anh em với giá là 1,5 triệu không bình nha anh em. Còn đây là mình mua làm co, lại dán keo bê này kia hết tất cả như thế này á, thì thêm 150 nữa là full bộ như vậy, làm sẵn như vậy. Mình sẽ bán cho anh em với giá là 1,8 triệu nha. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo mình nha anh em. Đó, đồ zin là đồ zin, bông mai vàng zin là bông mai vàng zin. Còn cái hàng Thái 11 ha là hàng Mã Lai thì nó sẽ có giá của hàng Mã Lai nha anh em. Ở đây là bàn bán đồ đạc thì mình sẽ nói rõ cho anh em nha, tùy vào nhu cầu cũng như là cái túi tiền của anh em mà mình sẽ làm đúng đồ và đúng giá cho anh em nha.